Nói thật chứ, tôi chưa bao giờ chiều người phụ nữ nào như chiều bà vậy. Em vì anh hy sinh cả mạng sống của mình còn không tiếc. Anh chiều em một chút thì có gì là quá. Sáng nay bà vắng mặt trong một cuộc họp rất quan trọng. Tôi đã triển khai một số kế hoạch mới. Bà vẫn nằm trong vị trí then chốt. Mọi giao dịch vẫn qua tay bà. Số nào chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của tôi, số nào rót về ngân hàng để xoay dòng vốn, tôi sẽ chỉ đạo cho bà sau. Tiền đôi khi đổ về nhiều quá khiến em chóng mặt. Những con số quá lớn mà. Chưa thấm vào đâu. Sắp tới đây nguồn tiền đổ về sẽ lớn gấp nhiều lần. Tôi dự kiến sẽ tham gia sàn giao dịch vàng quốc tế. Không biết tới lúc đó nguồn tiền thu về sẽ khổng lồ, không biết đến mức nào. Vì yêu anh, em có thể làm mọi thứ để giúp cho công việc của anh. Chỉ cần anh đừng phụ em là được. Ngoài cái danh phận, tôi không cho bà được. Bây giờ bà muốn bất cứ thứ gì trên đời này, tôi cũng sẽ cho bà. Người tôi tin tưởng không có nhiều. Ông tin tưởng hay đang lợi dụng tôi? Đàn bà đối với tôi chỉ là một trò chơi, không hơn không kém. Mẹ ăn đi. Mẹ đang ăn, sao lại tới dài vậy? Mình ở đây được ăn ngon mỗi ngày. Không biết là em con nó đã hợp khẩu vị ở nước ngoài chưa? Mẹ đừng có lo, giới trẻ bây giờ rất dễ thích nghi. Ngày xưa ở nhà, Kim Ngân cũng toàn thích ăn đồ Tây, các loại thức ăn nhanh, không chừng qua bệnh còn thích hợp hơn nữa. Nhưng mà mấy loại đó có béo bổ gì đâu. Dầu mỡ không có tốt cho sức khỏe. Mẹ suốt đời chỉ biết lo cho người khác. Có bao giờ mẹ nghĩ cho bản thân mình không? Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất. Đó là nền tảng. Mẹ muốn các con có được một cuộc sống hạnh phúc, để các con có thể ngẩng mặt và bay cao hơn với đời. Nhưng còn cuộc hôn nhân của ba và mẹ, mẹ tìm được gì trong đó? Định mệnh đã kết hợp mẹ với ba con thành một cặp. Có đau khổ hay là hạnh phúc thì cũng phải đi với nhau cho hết kiếp này. Những mẫu người như mẹ chắc không còn nhiều trong xã hội hiện nay đâu. Thôi đừng nói chuyện của mẹ nữa. Con sao rồi? Khi nào mới đưa bạn gái về ra mắt mẹ vậy? Để con sắp xếp tuần sau nghe mẹ. Ừ. Mẹ ăn đi. Wow, đẹp quá. Em không nghĩ ở đây là có một khu resort đẹp như vậy. Ở đây còn nhiều chỗ đẹp lắm. Khi nào rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi khám phá. Anh hứa đó nha. Lại đây anh, nhanh lên, nhanh lên. Ở đây đẹp quá. Anh, em muốn bơi. Yeah.
Anh qua đây với em. Thì ra là con hả? Vậy mà Thành Thiên không nói gì với bác hết. Dạ, từ lúc con gây tai nạn cho Mộng Điềm, sau đó một thời gian tụi con mới quyết định tìm hiểu nhau. Vậy nhà con có mấy anh chị em, rồi ba má con làm nghề gì? Dạ, nhà con có hai anh em. Anh trai con đang du học ở Mỹ. Ba con mất cách đây 10 năm. Còn mẹ con... mẹ con đang buôn bán nhỏ. Còn con hiện đang làm gì hay là còn đi học? Dạ, hiện tại cô ấy đang theo học một lớp đào tạo người mẫu trẻ. Với lại cô ấy thỉnh thoảng cũng đi biểu diễn thời trang tuổi teen. Thôi, để tôi xuống coi chị Hoài dọn bữa trưa xong chưa, rồi mình cùng ăn luôn. Dạ, để con phụ bác. Dạ, để con xuống phụ mẹ. Dạ. Rồi, xong. Mình cùng về nha. Đến giờ mà tim tao vẫn còn đập nhanh khi nhớ lại gương mặt lạnh như tiền của ba anh ấy. Sao con hiền mà ba lại dữ dằn như vậy không biết nữa. Mặc kệ ổng, mày lấy con ổng chứ mày đâu có lấy ổng đâu mà mày lo. Quan trọng là nhà ổng giàu là được rồi. Chắc là nhà to lắm hả? Nhà cái gì? Đó là biệt thự, rất sang trọng và lớn như một cái lâu đài vậy đó. Từ nhỏ tới giờ tao chưa từng được đặt chân vào một chỗ hoành tráng như vậy. Mày thì sướng rồi, có cơ hội về làm dâu đại gia. Tao nghe nói nhà này có hai anh em. Đương nhiên người thừa hưởng sự nghiệp phải là con trai rồi. Cố mà chịu đấm ăn sâu đi mày. Cha mẹ chồng có khó đấm mấy đi nữa thì mày cũng phải ráng chịu. Được đặt chân vô nhà đó thì cả đời mày không lo gì nữa. Giấc mơ đổi đời của tao không bao lâu nữa sẽ thành hiện thực. Đẹp cỡ nào mà không có tiền thì coi như đời cũng tiếu. Công nhận quán này yên tĩnh ghê ha. Chào các cô. Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây cô nào tên là Mộc Điệp? Điệp, nó đó anh. Là nó đó. Cô là Mộc Điệp. Dạ. Tôi là trợ lý giám đốc của công ty người mẫu CK. Giám đốc của tôi muốn gặp cô một chút ở ngoài sân hơi được không? Dạ được. Dạ, mời cô. Trời, giám đốc CK, công ty người mẫu nổi tiếng nhất Sài Gòn muốn gặp con Điệp. Tao có nghe lộn không vậy? Sao số con nhỏ này nhỏ dữ vậy trời?
Sao gì vậy? Sao gì Điểm? Ngồi xuống đi nè. Chuyện gì vậy? Cho tao miếng nước đi. Tao sắp ngất rồi. Dung con này mày gì vậy? Nói đi. Mừng quá. Cái con Điệp này á, bữa nay ngày giỗ cha nó mà không thấy nó về, nó thắp nhang cho cha nó nữa. Hồi sáng trước khi nó đi á, là em cũng đã dặn nó rồi chị hai. Thiệt hết biết à. Tụi trẻ bây giờ á, sao mà nó sống hời hợt quá, không biết cái lễ nghĩa là gì hết. Biết sao bây giờ, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Chị coi đó, em nuôi dạy hai anh em tụi nó như nhau. Thằng anh thì biết thân biết phận vì nhà nghèo, lo học hành để đổi đời. Ừ, lúc chị nghe được cháu được nhận học bổng đi du học á, cả dòng họ đều mừng, đều tự hào lắm. Cái thằng Đại á, nó giống ông nội, nó ham học. Chị hãy uống miếng nước đi. Ừ, thím cứ để đó cho tôi. Nhìn hai đứa trẻ khôn lớn mà khỏe mạnh tới bây giờ á, nói thiệt tôi phục thím á. Chú mất đi, đây là gánh nặng nợ nần để mà chữa bệnh. Dòng họ thì lại nghèo, không giúp được gì nhiều. Vậy mà thím đã nuôi lớn hai đứa nhỏ ăn học nên người. Tôi cảm ơn thím nhiều lắm. Chị hai, đó là trách nhiệm bổn phận của một người làm mẹ như em. Cực khổ mấy, chỉ cần thấy con nên người là em vui rồi. Nhưng nói thiệt, trong hai đứa nó, chị yên tâm nhất là thằng Đại. Nó chững chạc, nó học hành thì giỏi giang. Còn con Điệp á, thì chị thấy nó đua đòi quá. Em cũng rầy nó suốt, nhưng mà con nhỏ nó cứng đầu lắm chị. Nó lười học, tính tình thích hưởng thụ, tí nữa thì rớt tốt nghiệp. Thi xong nó lấy được cái bằng 12, nó bỏ hết sách vở, không chịu học hành gì hết. Bây giờ nó chỉ muốn trở thành người mẫu thôi. Chú ba, chú không khôn tha thiên, chú về chú phù hộ cho con Điệp, để nó có con đường đàng hoàng mà bước. Cái nông nỗi tuổi trẻ này nó đáng sợ lắm, nó sẽ trả giá cho bản thân nó. Căn biệt thự này tôi xài 3 năm mới hoàn thiện, nhưng mới sử dụng được 2 năm thôi. Nếu như không vì thời buổi kinh tế khó khăn á, làm ăn thua lỗ, thì chắc có lẽ tôi sẽ không bán nó đâu. Mời anh ngồi. Mời cháu ngồi. Dạ. Mời anh uống nước. Mời cháu uống nước. Dạ. Nói thiệt với anh, từ lúc mà đăng bản bán căn biệt thự này, tôi mệt mỏi vì tiếp quá nhiều khách. Họ đến coi nhiều hơn mua. Có lẽ vì số tiền quá lớn. Nếu như anh có thành ý, thì tôi có thể bớt cho anh chút đỉnh. Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề, chỉ cần con trai tôi thích là được. Vậy thì ý cháu sao? Chú tin rằng căn biệt thự này đủ để thể hiện đẳng cấp cho những người trong giới thượng lưu như gia đình cháu sinh sống. Dạ, cũng tùy ba cháu quyết định thôi. Tài sản của ba trước sau gì cũng thuộc về con, nên ba để cho con quyết định. Nếu như con thích á, thì ngay ngày mai ba sẽ chuyển tiền.
Dạ. Cậu kiếm ai? Cô cho cháu gặp Mộng Điệp. Cậu là? Dạ, cháu là bạn của Mộng Điệp. Vậy cậu chờ tôi một chút nha. Dạ. Điệp, vậy đi con. Có bạn con kiếm ở ngoài kia kìa. Đi. Ai mà tìm con giờ này em á? Mới sáng sớm quậy người ta rồi. Cho ngủ chút ơi, đi. 11 giờ trưa rồi còn sớm gì nữa. Vậy đi con. Cậu ta đang chờ con ở ngoài kia kìa. Lẹ đi. Đàn ông kiếm con hả má? Ừ. Là ai vậy má? Má đâu có biết. Nhưng mà thấy cậu ta ăn mặc lịch sự sang trọng lắm. Đi rửa mặt lẹ đi con. Đi. Dạ. Ngày mai chuyển tiền xong, thủ tục giấy tờ để ba lo. Còn đưa mẹ tới coi, muốn sắm sửa thêm cái gì á thì cứ mua sắm. Sau đó cả nhà mình sẽ dọn tới đó ở. Dạ. Mình đã đạt được thành công như ngày hôm nay thì phải biết hưởng thụ, ăn ở cho xứng tầm đại gia. Biệt thự, xe hơi là vật bất ly thân của người thành đạt. Con cần phải học hỏi nhiều lắm để đạt được người đàn ông mỹ mãn như ba ngày hôm nay. Nhưng trước mắt con chỉ cần tuân theo lời ba là đúng. Bà nói con làm gì thì cứ như vậy mà làm, mọi việc sẽ tốt cho con. Dạ. Số cổ phiếu con đứng tên mua lại của em Triban đã giao dịch với ngân hàng nào chưa? Dạ rồi. Còn Điệp thế chấp cho ngân hàng DB Bank, tuần sau sẽ nhận được tiền đó ba. Cứ chuyển về tài khoản công ty của con, sau đó hãy chuyển qua tài khoản cá nhân của ba. Ba còn nhiều kế hoạch muốn sử dụng trong tài khoản này. Dạ. Cậu chở tôi ra salon ô tô, tôi muốn mua một chiếc xe mới. Dạ. Đây, tất cả giấy tờ xe đều đã đăng ký tên cô. Chỉ cần cô nhận thì chiếc xe ngoài kia sẽ thuộc về cô. Ai đã tặng cho tôi vậy? Một đại gia giấu mặt, rất là ngưỡng mộ cô. Cô chỉ cần gật đầu là được. Còn đây, đây là 5.000 đô vị đại gia đó gửi cho cô. Ông ấy muốn cô thay đổi phong cách, khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu trước khi bước lên sàn cắt quốc. Anh có thể nói cho tôi biết ông ta là ai được không? Tôi chỉ được lệnh làm những việc gì mà vị đại gia này cho phép. Đến một thời điểm nào đó chắc chắn cô sẽ gặp được ông ấy. Con không được nhận mấy thứ này. Cậu đem mấy cái này về đi. Con gái của tôi không thể nhận. Kìa má. Vậy con có nhận không? Dạ nhận. Tất nhiên là nhận rồi. Tôi sẽ liên lạc lại với cô sau. Dạ. Cậu ơi, cậu, cậu ơi, đứng lại. Cậu, cậu ơi, cậu gì ơi, cậu đứng lại đã. Cậu làm ơn đem mấy cái thứ này về giùm tôi. Cậu ơi. Má, cậu. Má làm cái gì vậy? Con này, con không được nhận những món đồ này. Vô con bất thụ lộc. Con chưa biết chủ nhân của nó là ai. Họ có ý đồ gì với con? Đây là chuyện riêng của con, má đừng có xen vô được không? Điệp, Điệp à, Điệp, Điệp ơi, Điệp à, nghe lời má đi. Không dễ ai cho không con một thứ gì đâu. Chắc chắn là họ chỉ muốn trao đổi một cái gì đó từ phía con mà thôi. Má mắc cười quá. Má không nghe anh ta nói sao? Có một đại gia thích con, con đẹp thì người ta thích con, là chuyện bình thường thôi. Má nói không được là không được. Lỡ rồi thằng Thiên á, nó biết được chuyện này thì chuyện tình cảm của con với nó sẽ ra làm sao? Má thấy thằng Thiên là người tốt. Nó đã không chơi hoàn cảnh của gia đình mình, quen với con thiệt lòng. Con đừng nông nổi mà đánh mất tình cảm của nó như vậy.
Mà nói đi, má có quyền gì mà má cấm con nhận những thứ này? Má có lo cho con được đầy đủ giống như con của người ta không? Má có biết là ra đường con xấu hổ với bạn bè như thế nào không? Người ta ở biệt thự, nhà lầu, còn con ở nhà cấp 4. Người ta đi xe hơi, con đi xe cùi bắp. Cha mẹ của người ta là ông này bà nọ. Ai hỏi con má làm nghề gì? Con dám khai thiệt không? Bán chè đâu có gì là đáng xấu hổ đâu con. Má lao động chân chính để nuôi tụi con khôn lớn. Má đâu có đi ăn cắp ăn trộm gì của ai đâu, mà khiến cho con không dám ngẩng lên nhìn bạn bè. Bực bội quá đi, hở ra là má khóc. Má tưởng là nước mắt của má đe dọa được con sao? Má đã không lo cho con được cuộc sống đầy đủ thì má đừng xen vào cuộc sống của con. Con lớn rồi, đủ khôn ngoan để quyết định cuộc sống của mình. Con ơi, con còn dại lắm, con chưa đủ khôn ngoan để làm người đâu con. Rồi con sẽ phải trả giá đắt nếu như con cứ tiếp tục suy nghĩ và sống nông cạn như vậy. Về tiền lãi mà mình ủy thác cho nhân viên đi gửi ở các ngân hàng khác, em mới tổng kết nằm trong hợp đồng là 52 tỷ, còn nằm ngoài hợp đồng là 70 tỷ. Tiền lãi trong hợp đồng em cứ chuyển qua cho em tìm em, để anh công bố với cổ đông trong phiên họp sắp tới. Còn số tiền ngoài hợp đồng em chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của anh. Thị trường chứng khoán dạo này có khá nhiều biến động, nhưng nếu tính toán kỹ thì sẽ loại bỏ được nhiều rủi ro. Mua bán nóng không ôm hàng. Anh không đầu tư vào thị trường bất động sản à? Tạm thời mình án binh bất động một thời gian. Lĩnh vực này đang bị đóng băng, chôn vốn phải làm gì? Tiền phải đẻ ra tiền mỗi ngày. Chào bác, chào cô Duyên. Dạ con chào bác, chào cô. Đây là bạn gái của con hả? Dạ, đây là bạn gái của con, tên là Mộng Niệm. Còn đây là cô Duyên, là bạn học của ba mẹ anh, và cũng là người của ngân hàng em tiếp ạ. Hai đứa đi ăn tối hả? Sao trùng hợp quá vậy? Ngồi đây ăn luôn đi. Hai đứa ngồi đi. Lâu lắm rồi cô cháu mình cũng có phải là xa lạ gì đâu. Hai đứa nhìn đẹp đôi quá, khi nào định cưới nhau? Dạ tụi con cũng mới quen, đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày sừng nó mọc ra. Về làm dâu ở đây đã hơn 20 năm, giờ phải xa nơi này khiến tôi thấy chạnh lòng. Chỉ có những người chung thủy mới không muốn thay đổi, cho dù là thay đổi về con người hay cảnh vật. Vẫn biết địa vị, sự giàu sang sẽ khiến cho con người ta phải luôn nghĩ là ăn như thế nào, sống ra làm sao. Nhưng tôi thì tôi luôn thích sự đơn giản,
Ở nhà cao cửa rộng mà làm gì, khi cứ thui thủi một mình. Tôi thà ở nhà tranh mà xung quanh đầy ắp tiếng cười của chồng con. Tôi xin lỗi, tôi lại buộc miệng nói bậy nữa rồi. Không sao đâu, tôi quen rồi. Chị là người giúp việc ở đây cũng lâu rồi, sóng gió nào xảy ra trong gia đình này chị đều biết hết. Thú thật, tôi coi chị như là người trong nhà. Nếu mà không có chị nói chuyện, chắc tôi buồn lắm. Cũng vì chuyện này mà tôi cứ đắn đo hoài. Có chuyện mà tôi không có dám nói cho cô biết. Có chuyện gì chị cứ nói đi, đừng có ngại mà. Tôi... Cô hỏi thì tôi mới nói. Từ lâu rồi, tôi cũng coi cô như người nhà của mình vậy đó. Dù cô là chủ, nhưng cô sống rất tình cảm. Tôi không có nỡ xa cô chút nào hết trơn á. Chị đừng có nói là chị định xin nghỉ việc ở đây nha. Cô ơi, tôi cũng đã lớn tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Làm lụng cũng đã mấy chục năm nay, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tôi muốn tìm cái gì đó nhẹ nhàng chút mà làm. Chị đi rồi tôi biết phải làm sao đây. Chị không có chồng con gì hết. Thôi thì chị cứ ở lại đây đi. Chị phụ được gì thì chị cứ phụ, còn tôi sẽ mướn thêm người. Cái nhà từ đường của cha mẹ để lại, giờ không có ai trông coi hết đó cô. Mấy đứa em nó đều lấy chồng lấy vợ ở xa hết. Tôi tính về đó trông coi, rồi mở cái tiệm tạp hóa sống qua ngày đó cô à. Thì thôi, nếu mà chị đã quyết định thì tôi cũng đâu có cản được. Cô à, tôi có đứa cháu gái, nó mới tốt nghiệp 12 xong. Hiện tại nhà nó nghèo quá, không có tiền đi học tiếp. Tôi muốn xin cô cho nó vô làm ở đây. Tôi sẽ đào tạo cho nó một thời gian. Khi nó quen việc, rồi lúc đó tôi mới nghỉ được không cô? Nếu mà như vậy thì tốt quá rồi. Dù sao chỗ quen biết thì cũng dễ tin tưởng hơn mà. Chị cứ dẫn con bé lên đây đi. Dạ. Dạ cô cứ yên tâm. Con cháu tôi nó ở dưới quê, nó vừa thiệt thà vừa siêng năng. Chỉ có tội là nhà quê quá nên đôi khi hậu đậu, ăn nói cũng không được khéo, cho nên mong cô bỏ qua cho. Thời buổi này tìm được người thật thà mới khó, chứ còn người khéo ăn khéo nói thì nhiều lắm. Giờ này vẫn còn sớm, hay lạnh vô nhà em chơi một chút nghe. Hai đứa về rồi đó hả? Vô nhà chơi đi con. Dạ, chào bác. Bác chưa ngủ hả bác? Chừng nào con Điệp nó về đến nhà thì bác mới yên tâm đi ngủ. Mua xe mới hồi nào mà không chịu khao anh vậy ta? Anh hai em mới gửi tiền về, kêu em mua chiếc xe đàng hoàng mà chạy. Em cũng mới mua về gần đây thôi. Dạo này anh luôn mua nhiều công việc quá, cho nên không có thời gian để chăm sóc em. Đừng có giận anh nghe. Em biết mà, em đâu có giận anh đâu. Em đẹp mà lại ngoan nữa, làm sao mà anh không yêu em cho được.
Cô có muốn ký hợp đồng làm người mẫu chính thức của công ty GK không? Dạ, dạ muốn. Chỉ cần cô ký vào hợp đồng này là xong. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ trở thành người mẫu của công ty. Và chúng tôi sẽ đào tạo cho cô trở thành vedette, kèm theo khoản tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh. Có thể cho tôi biết tại sao công ty người mẫu GK là một công ty người mẫu hàng đầu Việt Nam lại chọn tôi? Chúng tôi là dân kinh doanh, cái gì có tiền thì chúng tôi sẽ làm. Có một đại gia đã chi trả cho công ty một khoản tiền hậu hĩnh để chúng tôi đào tạo cho cô. Em sao vậy? Em không được khỏe. Em muốn đi ngủ sớm. Ok em, anh về đi. Em ngủ ngon nha. Ngày mai anh sẽ tới đón em đi ăn trưa. Dạ. Anh về nha. Mà sao sang trọng nhiều xe hơi quá vậy ta? Nè, đừng có nhiều chuyện, lo làm việc đi. Ở đây á là phải thực hiện 30 đó nhớ chưa? Dì dặn sao, nói lại dì nghe coi. Dạ, không nghe, không thấy, không biết. Giỏi, thuộc bài rồi đó. Nhưng nhớ phải làm cho đúng đó nghe chưa? Đi làm việc đi. Dạ, không nghe, không thấy, không biết. Lụa, không biết. Dạ. Trời ơi, cái con này làm cái gì mà giật mình dãy nảy như động đất vậy? Dạ, tại con đang nhập tâm học bài á, dì gọi cái, con giật mình con hết hồn. Nghe dì dặn kỹ nè, nhớ tránh xa cái nơi ông họp ra. Ông chủ mà thấy ai lén phén lại gần là chết với ông đó nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Ừ. Nhà nhiều khó khăn, cái này không được, cái kia cũng được. Biết về ở dưới quê chăn bò cho tự do. Chị Quê, chị đã chuẩn bị đầy đủ cho phòng họp chưa? Dạ rồi, cô cứ yên tâm, tôi đã kiểm tra kỹ trước khi mọi người tới. Chuyện gì mà cứ họp hành hoài vậy không biết? Có công ty cơ quan đàng hoàng mà không họp, toàn là họp ở nhà. Bắt đầu từ ngày hôm nay, để đảm bảo an toàn cho công việc chúng ta, mọi cuộc họp kín sẽ được tổ chức ở đây. Thương trường là chiến trường, mọi thông tin phải tuyệt mật. Mọi giao dịch lớn nhỏ sẽ được thiết lập tại đây. Tôi cũng rất sốt ruột, mong cho đến cuộc họp ngày hôm nay để báo cáo công việc. Phía đối tác đang chờ đợi quyết định cuối cùng của chúng ta. Mọi thủ tục đã sẵn sàng rồi. Vụ nào? Vụ của ngân hàng Bắc Hải Băng. Họ muốn vay của chúng ta 100 tỷ đồng. Họ sẽ thế chấp bằng cổ phiếu của ngân hàng và một số bất động sản ngầm của các cổ đông. Thỏa thuận lãi suất chúng ta phải tính sao? Về mặt thủ tục và pháp lý phải làm cho chặt chẽ. Vì đó không phải cho vay khách hàng cá nhân. Ta sẽ có hai bản hợp đồng trong và ngoài, thể hiện lãi suất trong khung và vượt quy định. Về mặt thủ tục thì mọi người cứ việc yên tâm. Tôi cũng đứng trên quan điểm thẩm định của ngân hàng. Với những ông lớn như vậy, ngoài những thủ tục cơ bản về mặt pháp lý thì điều quan trọng nhất là uy tín. Họ không dám trở mặt với mình đâu. Hiện nay trong thế giới ngầm tài chính ngân hàng, ai lại không biết MT Bank có máu mặt, họ không dạ gì đâm đầu vào lửa. Hiện nay nguồn vốn huy động của chúng ta và tiền lãi rất là nhiều, tìm đầu ra là một bài toán rất là khó. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta vội vã. An toàn vẫn là biện pháp tốt nhất cho công việc kinh doanh lâu dài của chúng ta.
làm ăn lớn mà không mang tính mạo hiểm, lấy đâu ra những hợp đồng béo bở? Sân chơi nào cũng có hai mặt. Tôi hoàn toàn tin tưởng khả năng điều hành của tổng giám đốc. Sau khi lên kế hoạch bàn bạc chung, người cuối cùng quyết định phải là tổng giám đốc. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang ngồi chung một con thuyền. Nếu chúng ta không tin tưởng nhau thì làm sao mà thành công? Thành Thiên, bên HGS của con ngân sách còn bao nhiêu? Dạ, chưa tính đến khoản tiền cầm cổ phiếu cho DV Bank. Tuần sau họ sẽ chuyển về tầm 250 tỷ. Hiện tại còn 300 tỷ. Sau khi bên anh Mạnh làm việc lần cuối, thiết lập cơ bản hợp đồng trên, Thành Thiên sẽ chuyển cho Kim Ngân 250 tỷ. Chúng ta sẽ thầu hợp đồng này. Số mày á, đúng là đẻ bọc điều. Quen được con trai đại gia, còn bây giờ lại thêm một đại gia giấu mặt nữa. Mà nói nghe nè, một mặt á, mày cặp với Thành Thiên, mặt kia mày lại nhận tiền của gã đại gia. Bộ mày không sợ xảy ra chuyện sao? Có gì đâu mà phải sợ. Thành Thiên biết thì sao? Người ta cho tao tiền, chứ tao đâu có đi ăn cắp hay ăn trộm gì của ai đâu mà tao phải sợ. Không đơn giản như mày nghĩ đâu. Đàn ông không ai cho không đàn bà cái gì cả. Có lẽ gã đại gia kia chưa xuất hiện, nhưng khi ông ta đòi lại tiền thì mày tính sao? Vô duyên. Tao ký giấy nhận nợ hồi nào mà biểu tao trả? Người ta cho tao mà. Nếu ông ta đòi mày trả lại tiền thì tao không sợ. Cái mà tao sợ không phải là tiền. Ý, cái đầm kia đẹp quá kìa. Phần của mày nè, hưởng được ngày nào thì cứ hưởng đi. Đừng có lo xa quá. Tao đi nha, tối gặp. Chuyện đó bà để cho con làm được rồi. Hơi sức đâu bà làm chi cho vô tay bà. Chăm sóc cây cảnh cũng là một thú vui mà con. Sao con thấy người Sài Gòn á, sao quý cây lá hoa cỏ quá vậy? Ở dưới quê con á, nó mọc tràn lan, hơi đâu mà chăm sóc chi cho mệt. Sao không lo làm đi mà cứ đứng nói chuyện hoài vậy? Vì dặn con sao? Không phải chuyện liên quan tới mình thì không có được lên tiếng. Gì đâu mà không biết giữ phép tắc gì hết trơn. Dạ. Người làm ở nhà cũng là người chứ bộ. Làm chứ ghê quá vậy. Nè, con lẩm bẩm dạ. Cái gì đó? Con mà không biết giữ nguyên tắc đó là dì đưa con về dưới quê lại đó, nghe chưa? Dạ. Thôi mà chị, chị đừng có la con bé. Từ từ rồi nó sẽ quen thôi. Trời đất ơi. Trời ơi, cái con nhỏ này, con làm cái gì vậy lùa? Con đông quét mà. Con coi kìa. Em xin lỗi. Không sao đâu. Đứng lên. Tại sao dì đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Phải kêu bằng cậu chủ đàng hoàng, sao kêu bằng anh hả? Có già hơn con bao nhiêu đâu mà gọi bằng cậu chứ. Cái con nhỏ này. Gọi sao cũng được mà. Mẹ. Con. Bây giờ con đi uống cà phê với bạn. Trưa nay con đưa Điệp về nhà ăn cơm với mẹ nha. Hôm nay là chủ nhật, để mẹ nấu món gì ngon ngon đãi hai đứa nha. Dạ, con đi nghe mẹ. Nè, ở đây con phải học theo lễ nghĩa phép tắc biết chưa? Không có thể muốn nói gì là nói được.
Không ngờ cái nghề đi ở đợt cũng khó ghê. Tưởng đâu là cái nghề mạc hạng nhất xã hội, vậy mà cũng khó thiệt á. Alo. Alo, ba hả? Ba ngủ dậy chưa? Này chủ nhật mà ai gọi sớm vậy? Con gái cưng hả? Dạ. Đêm qua ba đi tiếp khách uống say quá nên ngủ muộn một chút. Ba dậy trễ cũng là chuyện bình thường mà. Ủa, nhưng sao giờ này mà mẹ vẫn còn ở trên giường với ba? Đâu có. Con vừa mới nghe tiếng ai đó nói chuyện với ba mà. Ủa, vậy không phải mẹ, vậy là ai? Là mẹ. Vậy ba đưa điện thoại cho con nói chuyện với mẹ một chút đi. Nhanh đi ba, con nhớ mẹ quá à. Mẹ đêm qua bị nhức đầu không ngủ được. Để mẹ ngủ thêm chút nữa nghe con. Bây giờ nè, con mở mạng lên đi. Cha con mình nói chuyện qua webcam. Ba muốn nhìn thấy mặt con. Bây giờ ba đi rửa mặt, rồi ba qua phòng làm việc nói chuyện với con liền nha. Dạ. Bye ba, hẹn gặp lại ba. Gia đình anh đóng kịch trước mặt con gái cũng giỏi quá ha. Bao nhiêu lâu nay nó không hề nghi ngờ gì à? Con bé là báu vật duy nhất mà tôi có được, không ai được chạm vào nó. Cho tới một ngày nó phát hiện ra thật ra hạnh phúc của cha mẹ nó chỉ là một thứ giả tạo, thì lúc đó nó sẽ đau khổ như thế nào khi biết mình bị lừa. Nếu như con có hỏi thì cô nói đêm qua cô nhức đầu, ngủ không có được. Nhưng mẹ lo lắng, câu chuyện gia đình của họ là một bi kịch. Anh thì anh đẹp như nắng hồng, nhưng cũng chẳng giúp gì được cho họ. Mình giàu rồi, giàu to rồi. Trời ơi, chị hai lãi mày đó. Mày muốn kiếm tiền về mỗi gia đình á, thì đừng ớn yếu cái miệng mày lại đi. Đi làm việc đi. Trời ơi, chắc gì hai chết chứ con đó. Đi nhanh đó. Ghen với người đàn bà ngoài kia thì cô không còn yêu tôi nữa. Vì chút tội lỗi mà gieo oán kia. Bao lâu nay cô vẫn tơ tử tới nó phải không? Bạn của tôi thật là khéo tay quá. Nhìn món nào cũng ngon, hấp dẫn. Đừng tạo nên là người phụ nữ đảm đang của gia đình. Tâm hồn. Mọi người cứ ăn đi. Đừng gieo nỗi buồn. Nếu như mà thấy ngon thì ăn nhiều một chút chịu lo. Mình không hề khách sáo chút nào đâu. Lên. Đời con bao ước nguyện an lành. Từng giây từng phút đời ta mỉm cười. Từng nỗi khó khăn đời ta sướng vui. Tình đẹp như giấc mơ. Đưa mẹ vô bên dì. Đẹp như nắng hồng. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thank you.